Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu tới các anh em tham gia một chương trình lớp nhận năm tôi cần có cái hiệu là GLX như thế các bạn. Thì con này giao 2, trước kia mình đã có hướng dẫn các bạn sách ra 1 rồi, này có giao 2 các bạn. Rồi bạn bấm để tham gia hôm nay, click vào link mô tả dưới video muốn start các bạn. Bấm cho này gấp các bạn. Trước kia mình hướng dẫn các bạn giao 1. Nhiệm vụ đầu tiên thì bạn join kênh group, kênh channel các bạn. Tại Twitter thì bạn follow Facebook, fanpage, subscribe YouTube và follow Reddit các bạn. Thì những nhiệm vụ này mình đã làm rồi hết trơn các bạn. Bạn bấm vào nút submit đi tên thôi các bạn. Cho một bạn nào làm thì chỉ khai báo thông tin thôi. Thì tiếp tục thì bạn điền submit đi tên, các bạn điền username, Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. MMO của bạn các bạn. Tiếp tục bạn gửi đường link và lục file Facebook của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào đây like fanpage nữa nè các bạn. Này thì G1 mình đã làm hết trơn rồi. Sau khi các bạn gửi đường link và lục file Facebook mình thì tiếp tục các bạn gửi đường link và lục file YouTube mình nè các bạn. Bạn nào chỉ biết lấy những đường link Facebook xem lại những video của mình nha các bạn. Các bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục thì các bạn nhấp vào đây, các bạn đăng ký một cái sàn là BHB các bạn. Rồi bạn gửi lên địa chỉ email trên sàn BHB cho nó các bạn. Gửi địa chỉ email trên sàn BHB nha các bạn. Tôi cần này nữa không có gì sàn BHB của các bạn. Rồi tôi cần bấm balance để check số cần được, mà đã cần cộng 5 tập cần các bạn. Ok các bạn, gì lấy liên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tập cần nha các bạn. Vậy video mình đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.